Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Trong video clip hôm nay, muốn đi giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở đồ gỗ Ba Đại. Sản phẩm đầu tiên mà trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác đó là một chiếc khay nam. Với chiếc khay nam này có chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang là 38 cm, sâu 24 cm. Em quay chi tiết ạ. Chiếc khay nam chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng hồng ở đây ạ, đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc xà cừ với những nguyên liệu tự nhiên ạ, rất là quý hiếm. Một chất gỗ ạ, đỏ đen ạ, vẫn không chê vào đâu được. Và đây là bên trên thành của chiếc khay ạ, là được bọc đồng nha các bác. Với chiếc khay nam này em bao đẹp ạ, từ trong ra ngoài không có nỗi nầm gì ạ. Em cũng xin báo giá và giao lưu chiếc khay nam được thảm cảnh chim hoa này. Giá là 3.200.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo em có một chiếc khay trà. Chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm cảnh tích nha các bác. Em đo thông số. Chiều ngang là 38 cm, sâu 24 cm, kích thước là 24 x 38. Em quay chi tiết ạ. Với chiếc khay trà chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm cảnh tích với chất ốc xà cừ ạ, ốc 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp. Hàng khảm tứ diện 4 mặt. Trên là được khảm cảnh tích ạ, dưới là được khảm những đường dây neo liên chi với chất gỗ ạ, đỏ đen ạ, vẫn không chê vào đâu được. Để chiếc khay trà gỗ chắc này em bao đẹp từ trong ra ngoài ạ, không có nỗi nầm tì vết gì. Ở đây là trong lòng khay ạ. Bên trong được khảm cảnh đồng quê. Được khảm, các bác tiểu phu đi cánh củi, những em bé chăn trâu thổi sáo ạ, được cắt tỉa và phối màu ạ, nhìn rất là có hồn. Chất gỗ đỏ đen ạ, vần gỗ chắc nhỉ các bác, không chê vào đâu được. Chiếc khay trà này em bao đẹp ạ. Không có nứt nè, cong vênh gì, vậy em cũng báo giá giao lưu, giá chỉ có 4.200.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, sang bên đây em có một chiếc khay nam chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang là 49 cm, cao 37 cm. Em quay chi tiết ạ, chiếc khay nam chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, được khảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu phối màu. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Ngày chim hoa nhà các bác. Ở bên ngoài ạ, những đường ô vàng, những đường dây neo liên chi ạ. Chất gỗ ạ, niền nạc, dày dặn chắc chắn. Với chiếc khay nan gỗ vụ này em cũng báo giá và giao lưu, giá là 3.500.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây thì em có một siêu phẩm muốn giới thiệu. Đó là một bộ combo bàn làm việc. Với chiếc bàn làm việc này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Chiều ngang em đo là 164 cm, sâu là 61 cm, cao là 80 cm. Em mà đến gần thì em quay chi tiết ạ. Với chính giữa ở đây ạ, được khảm một chữ lộc với chất ốc xà cừ, ốc 7 màu phối màu ạ. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Ở bên ngoài là những đường dây neo liên chi ạ, những đường oval là được khảm ạ, kín một chiếc bàn làm việc. Và sang bên đây ạ, hai bên được khảm cảnh sen vịt sen cò. Phần dưới ạ, gỗ liền nhạc dày dặn chắc chắn ạ, bên dưới được khảm những đường oval chất ốc 7 màu ạ. Bên trên đây được khảm nha các bác, những đường dây neo liên chi, những đường oval được khảm mạ chạy kín trước bàn làm việc. Ở chiếc bàn làm việc hàng được khảm tứ diện nha các bác. Ở đây là bên hông ạ, với hai bên hông là cũng được khảm những đường oval, những đường dây neo liên chi được khảm kín. Và chính giữa được khảm lại những bình hoa, những giỏ hoa
chất gỗ, các bác xem và có thể cảm nhận được ạ. Nghiền nạc, dày dặn, chắc chắn. Ở đây là bên trong nha các bác. Rồi xem ạ. Với chiếc bàn làm việc ạ, bên trên đây ạ, gồm có 3 chiếc ngăn kéo. Các bác có nhu cầu giao lưu là cơ sở em ạ, sẽ nắp tay khóa vít đầu vào đây ạ. Đây ạ. Với đôi cánh ạ. Các bác xem. Đây là bên trong ạ, gồm có 2 ngăn ạ, cỡ rất là lớn thì các bác có thể được đồ tiện nghi thoải mái. Khi các bác giao lưu ạ, là cơ sở em sẽ nắp khóa vít đồng ạ. Các bác có thể là sử dụng tiện nghi. Và nên đến mặt ạ, với nòng ván bên trong đây là nòng ván liền. Và bên trên ạ, chính giữa nòng bàn được khảm ạ, những cành hoa, những bông hoa hồng. Với chất ốc xà cừ, ốc 7 màu. Gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn. À, bên ngoài ạ, là những đường ô van và xen kẽ là được khắc tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông là cũng được khảm ạ. À, chạy quanh trên mặt chiếc bàn làm việc. Và tiếp theo với chiếc ghế ạ, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Ngang em đo là 49 cm. Sâu 42 cm. Và cao là 113 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Phần trên này được chạm những bông hoa hồng, những đường nét hoa lá tây. Và chính giữa bên trong tựa được khảm cảnh chim hoa nha các bác. Bên ngoài là những chữ thọ, những đường dây neo liên chi ạ. Đây là phía dưới ạ, những đường nét đục chạm hoa lá tây. Chân được vành cong uốn lượn rất là điệu ạ. Chân gỗ này em bao đẹp, nành nặng, miền nặng. Đây là mặt sau ạ. Bên sau được đục chạm, sóc nho nhà các bác. Hàng đục chạm và được khảm mạ tứ diện. Chất gỗ liền nạc, dày dặn chắc chắn ạ. Khi các bác kê chiếc bàn làm việc này ạ, vào không gian ạ, thì rất là sang trọng. Thì các bác ngồi ạ, làm việc cực kỳ là thoải mái. Và em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, với bộ combo bộ bàn làm việc này giá là 50 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, thì em có một bộ bàn ăn nuôi kiểu dáng Pháp. Bộ bàn ăn nuôi kiểu dáng Pháp này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gụ mật. Bộ gồm có 9 món, gồm 8 ghế và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của chiếc bàn. Với đường kính mặt bàn này em đo là 130 cm. Cao là 78 cm. Em đến gần và em quay chi tiết với chiếc bàn. Đầu tiên là với dưới chân ạ, gồm có 4 trụ chân ạ, gỗ nguyên khối ạ, cực kỳ dày dặn chắc chắn. Và chân em đo 12 cm. Dưới được chạm những con nân nha các bác. Và cũng được khảm ốc ạ, những hạt trân châu, những bông hoa là được khảm phụ họa. Và chất gỗ ạ, dày dặn chắc chắn. Ở đây là phần rĩa bàn, đều được đục chạm và được khảm ốc. Em quay lên đến mặt bàn ạ. Ở trước mặt bàn ạ, khảm kín nha các bác. Chính giữa lòng bàn thì khảm cảnh tùng hạt bách điểu với chất ốc xà cừ, ốc 7 màu. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Bác xem có thể cảm nhận được ạ. Hàng cắt tỉa thì mỉ bằng tay, những đường nét ạ. Bên ngoài là những đường ô van, những chữ thọ và xen kẽ là những đồng tiền được khảm ạ. Và xen kẽ chạy quanh vòng tròn trong lòng bàn. Và đây là bên ngoài ạ. Các bác xem và những đồng tiền ạ, với những đường dây neo liên chi, những đường ô van là cũng được khảm ạ xen kẽ. Chạy quanh vòng trên mặt của chiếc bàn. Khi nhìn vào tổng thể trước mặt bàn ạ, nhìn rất là có hồn nha các bác. Tiếp theo với 8 chiếc ghế kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Ngang là 49 cm, sâu 42 cm và cao là 113 cm.
các bác xem ạ, với phần trên để đục chạm chính giữa tất cả lòng ván tựa bên trong ạ, lòng ván niền và được hàng cánh chim hoa, lòng ván ghế ạ, bên trong ván niền hết nha các bác. Dưới là được đục chạm những đường nét hoa lá tây, phần chân được vanh cong uốn lượn ạ, với tất cả phần chân ghế ở đây em đo khoảng 7 cm, cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn. Em quay chi tiết về những chiếc ghế còn lại để các bác có thể là xem kỹ hơn. Đây mặt sau nhà các bác, hàng đục chạm tứ diện. Bên sau ạ, tất cả lòng ván tựa bên sau đều được đục chạm cả sóc nho. Với bộ bàn ghế nuôi kiểu dáng Pháp này, các bác kê vào không gian ạ, phòng khách hay phòng ăn ạ, thì cực kỳ là sang trọng rồi. Chất gỗ này em bao đẹp, lành nặng, niền nặng, rất là dày dặn. Em cũng báo giá và giao lưu giá là 70 triệu trong video clip hôm nay. Em cũng báo giá và thanh lý cuối năm để cho các bác giá rất là ưu đãi ạ. Giá chỉ có 65 triệu thì em bao miễn phí ship và cắt kính bàn cho các bác ạ. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây, em có một đôi tranh cha mẹ. Đôi tranh cha mẹ này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Tổng chiều cao em đo 117 cm, ngang là 30 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Đôi tranh cha mẹ chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Bên trên cùng ạ được khắc hai chữ Phúc Đức. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Bên đục chạm nha các bác, bên ngoài để đục chạm những quả bí ạ. Với đôi tranh cha mẹ có những câu chữ rất là ý nghĩa ạ. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Những câu chữ rất là ý nghĩa. Bên trên là hai chữ Phúc Đức. Với chất liệu là gỗ vụ, gỗ là nguyên một tấm ạ. Rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Bên ngoài để đục chạm và bên trong lòng ạ để được khảm. Hàng được cắt tỉa với chất ốc xà cừ ạ, cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn. Với đôi tranh cha mẹ này em cũng báo giá ra lưu, giá là 6.500.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo sang bên đây em có một đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đôi tranh cá này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số. Với chiều cao em đo 107 cm, ngang 37 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt, chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật và được khảm ốc xà cừ. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công ạ, được phối màu rất là đẹp nha các bác. Dưới này được khảm lại những cây sen, những bông sen. Với lòng ván bên trong đây là lòng ván liền ạ. Kích thước là cao là 1m07, ngang là 37. Các bác có thể ướm ạ, phù hợp để treo ở trong không gian ạ. Chất gỗ liền nạc dày dặn nha các bác. Em cũng báo giá giao lưu với đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt được khảm ốc này. Giá chỉ có 6 triệu, thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo sang bên đây này em có một chiếc khám ảnh. Chiếc khám ảnh này có chất liệu là gỗ cẩm nai. Em đo thông số. Tổng chiều cao em đo là 64,5 cm, ngang là 42 cm. Và kích thước của lòng ảnh bên trong ạ là 25 x 35. Em đến gần em quay chi tiết. Chiếc khám ảnh chất liệu là gỗ cẩm nai và được khảm ốc xa cừ với chất ốc đỏ nhà các bác. Được dưới là được khảm cảnh chim hoa, xen kẽ là những đường ova, những đường dây neo niên chi. Được dưới là những con lồng hóa nha các bác, với chất gỗ ạ, vần gỗ không chê vào đâu được. Chất gỗ cẩm nai, gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn. Hai bên này được khảm bình hoa. Và với chiếc khám ảnh gỗ cẩm nai này em cũng báo giá giao lưu, giá là 5 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sang bên đây ạ, em cũng có một chiếc khám ảnh chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào vụ mật. Em đo thông số ạ. Với tổng chiều cao em đo là 59 cm, ngang 37 cm và kích thước của lòng trong là 20 x 30.
Em quay chi tiết ạ. Chiếc khám ảnh này chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật và được khảm ốc sa cừ với những đường ova, những đường dây neo liên chi ạ, là được khảm kín với chất gỗ ạ, liền nạc dày dặn. Chiếc khám ảnh của gụ này em cũng báo giá giao lưu, giá là 3 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm cuối cùng trong video clip hôm nay, em vừa giới thiệu cho các bác chiếc bàn nghi thờ. Chiếc bàn nghi thờ này chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Em đo thông số, tổng chiều ngang. Chiều ngang em đo là 127cm, cao 117cm. Sâu 68cm. Em đến gần và em quay chi tiết với chiếc bàn nghi thờ chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Khảm ốc xà cừ nha các bác. Một chất ốc đỏ ạ. Các bác xem và có thể cảm nhận được hàng được cắt tỉa sen nặng cầu kỳ thủ công. Hai bên được khảm cảnh chim hoa. Xem chất ốc ạ, các bác xem có thể cảm nhận được ạ, chất ốc đỏ nửa vàng chanh. Chất gỗ rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em 0944058115. Em có thể giải chi tiết hơn cho các bác về chiếc bàn nghi thờ này. Đây là phần chân ạ. Với phần chân thì em đo là khoảng 8cm ạ, cực kỳ dày dặn chắc chắn ạ. Dưới chân đều được khảm cảnh chim hoa. Chiếc bàn nghi thờ này hàng khảm ba mặt ạ, và hai bên hông thì được khảm như nhau. Các bác có nhu cầu giao lưu thì cơ sở em sẽ lau chùi làm móng lại sạch sẽ và đẹp nhất có thể trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Và em cũng báo giá và giao lưu với chiếc bàn nghi thờ này, giá là 35 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh, là những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.